đồ ơi, cũng quay hết được. Rồi, đang đếm được quay phim luôn, món ăn. Đây hả? Cái phim kìa, tôi qua quay phim, món ăn gì là đó. Món bán ở Trung Quốc chứ. Người ta trang trí không được quay phim thôi. Chạy ra tới ngã ba tông thẳng nhà người ta luôn, hỏi tiệm anh Tâm đâu là sẽ chỉ. Nãy vô chưa kịp quay ban đầu, quay ban đầu quay mụn đầy nhóc trên viền hàng á, hồi trang điểm xong chỉ cần chịu khó 2 tháng thôi. Mà tự hỏi là hiếm khi nào mà có người nào mà ở nhà lên đồ sẵn hết không. Mở lấy khẩu trang đeo vô đây.
quay cho em, phải quay trộm rồi nó mới đẹp. Con quay vẫy cho tụi em nghiêm túc quá.